sushi Linh Đan. Chào con trai, chào người lạ. Chào BDS Trần Khanh Phong. Chào em Tuân Hoàng, em khỏe không em? Mọi người comment đi, hôm nay chủ đề cho chém gió thôi. Chém ba que nhiều quá cũng buồn. Que nó kêu gọi biểu tình hôm qua, hôm nay, ngày mai, nhưng mà hôm nay có thấy biểu tình biểu tọt gì đâu. Đám Tân Thái, Benny Trường với Trúc Hoàng Lê cái thứ là nó thất vọng lắm ấy. Khi nào có dịp lên Vị Xuyên lên nhà anh chơi nhá, Tuân Hoàng nhá. Chào Phạm Thanh. Chào Quyết Nguyên. Nói chung ấy, cái đám bao que trong nước với đám giật chủ cuội, cái đám chí phèo F2 trong nước nó có ra Hà Nội lợi dụng cái việc ông Tổng thống Donald Trump đi trên đường phố, các vị ấy sẽ ra đường để cầm cờ quạt của Mỹ kêu gọi biểu tình biểu tọt ấy. Nhưng mà cái vấn đề đó không có cơ hội bọn chúng thực hiện. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ở trên đất nước Việt Nam không xảy ra cái vấn đề biểu tình như những gì mà bọn chúng kêu gọi hàng ngày. Đó. Còn cái vấn đề thứ ba, ở ngay tại trên đất Mỹ thì cái đám ba que ở hải ngoại ấy, nó lấy cái cờ ba sọc cùng với cờ Mỹ đi cắm ở khắp cái phố Bôn Sa TV do Ngô Kỷ là người cầm đầu đó. Mà Ngô Kỷ là mọi người đều biết đến, nếu mà những ai đấu tranh trên cộng đồng mạng thì biết đến cái Ngô Kỷ này là người chống cộng cực đoan như thế nào. Đối với cái việc mà hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước với ông Tổng thống Donald Trump gặp nhau bắt tay, đó là cái dấu hiệu chấm hết cho cái việc mà bọn ba que ba sọc ở hải ngoại nó ảo tưởng là nước Mỹ sẽ khôi phục lại cái chế độ Cộng hòa như ngày xưa cho bọn chúng, là cái điều đó sai lầm. Mà hơn nữa, trên YouTube hay là trên các đài truyền hình, ông Tổng thống Mỹ đã cầm cái cờ đỏ sao vàng Việt Nam cầm trên tay ấy, vẫy tung bay phấp phới như vậy. Đám ba que chỉ tức nhìn thấy tức ói máu thôi, không làm gì được. Đó. Vâng, tối nay Tân Thái Benny Chột không lên diễn đàn. Benny Chột tối hôm qua chặn em rồi Thắng Nguyên ạ. Chào Nguyễn Ngọc Lan nhé. Nào mọi người hãy lên, ai ai lên ok lên để chém gió cùng Dương Vi nào, gọi là chảm phong á. Cái đám ba que ba sọc thì nó hết đường làm ăn rồi. À, Dương Vi cho mọi người thấy này. Đây là cái hình ảnh mà ông Donald Trump cầm cờ Việt Nam vẫy nha, nói có sách mách có chứng không rồi lại bảo Dương Vi xuyên tạc nói láo, nhất là cái đám ba que hải ngoại ấy. Thấy gì chưa?
đứng bên cạnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nha. Chào Lê Thị Hằng Phương, chào Hiếu Dinh. Đấy, đấy là minh chứng cụ thể nha. Cái này là đặt dấu chấm hết cho ba que rồi. Nói chung á, về cái diễn hài diễn viết thì đối với như như ông Hoài Linh á, còn chưa bằng cái đám ba que, nhất là cái hội ở bên Bôn Sa TV như đám Ngô Kỳ á, Ngô Kỳ, Tân Thái, Benny Trương, Trúc Hoàng Lê đấy. Vâng, thằng Nguyễn hôm nay bọn nó tức ói máu rồi. Chào Văn Thụy Nguyễn. Riêng hơn 3.000 phóng viên báo đài ở trong nước cũng như quốc tế, nó phát trực tiếp đi những cái hình ảnh tại thủ đô Hà Nội, mà khoảng 10 triệu dân trên thế giới người ta đang xem và theo dõi trên khắp các đài truyền hình như vậy, thì khẳng định Việt Nam mình có một chỗ đứng, một vị thế quảng bá cái hình ảnh đất nước, con người Việt Nam một cách rất là bài bản, rất là thân thiện. Nếu mà nói về cái chi phí cho cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa hai nước Mỹ và Triều Tiên tại Việt Nam ấy, thì mình tiêu tốn vài chục triệu USD, nhưng cái thu lợi sau này ấy, thì nó sẽ rất là nhiều, nó phải tính đến vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ USD là bình thường, từ cái khách du lịch thập phương người ta đến Việt Nam qua những cái hình ảnh mà báo đài thế giới người ta đưa tin như vậy. Đấy. Chào ông Phạm, bố ông Phạm. À, lúc này á, mọi người có xem thời sự không không biết, nhưng mà Dương Vi có xem thời sự. Riêng cái lãnh đạo cấp cao của Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên đến Quảng Ninh và Hải Phòng để tham quan, học hỏi, học tập cách làm ăn của các tỉnh như Quảng Ninh với Hải Phòng như vậy, thì khẳng định rằng Triều Tiên rất là muốn học tập, kể cả thay đổi cái thể chế, con đường quản lý kinh tế xã hội như đất nước Việt Nam, mở cửa như Việt Nam đó. Mà Mỹ cũng mong muốn Triều Tiên cũng trở thành một nước mở cửa tự do để hội nhập như Việt Nam. Đấy. Ngày mai sẽ bước vào cái bàn đàm phán giữa hai nước Triều Tiên và Mỹ, sẽ biết cái kết quả cụ thể ra làm sao, nhưng đây là cái tín hiệu rất là mừng cho việc mà giải trừ vũ khí hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Hiếu Dinh nói đúng rồi, hôm nay Tổng thống Mỹ Trump đã đến bái kiến Cộng sản Việt Nam, bà Sọc thấy chưa? Không những bái kiến mà còn bắt tay cầm cờ đỏ sao vàng ở trên tay, phất cái cờ đỏ sao vàng bay phấp phới như vậy ở cạnh ngay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đó. Mà hôm nay ấy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng với ông Donald Trump chứng kiến ký cái hợp tác về phát triển kinh tế ở Mỹ đầu tư vào Việt Nam trị giá 21 tỷ USD. Đấy là cái việc mà các công ty doanh nghiệp ở trong nước mong muốn, mà người dân trong nước cũng mong muốn Mỹ đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn nữa. Và mời Thanh Huỳnh nhé. Đám hùng lân hùng liếc lâu lắm không thấy chui vào nhà của Dương Vi. Hello, chào em trai. Chào Thanh Huỳnh. Chào anh chị, em xin chào nha.
nghe nghe anh trai nghe nghe nói không được. Nghe dây nghe dây buôn mà buôn mà. Bây giờ anh nghĩ là em nên tham nhũng hay hơn chống người yêu nước em ơi. Không nghe đi, không nghe đi gì á. Không ai phản động đâu, anh chỉ mong em là chống tụi tham nhũng ở trong nước á. Mấy em chống tụi tham nhũng anh ủng hộ, còn mấy anh mấy em chống phản động anh không ủng hộ. Biết sao không? Ai cũng là yêu nước hết. Cho nên là mấy em nên chống tham nhũng đi. Tham nhũng thì đất nước mới phát triển. Ô anh à, ô anh à, bọn em không những tham nhũng. Nhất là chống phản động. Nhũng cái đấy là sai mà bọn phải đấu tranh, và đấu và đúng cốt trong quá trình lập tập. Thôi thì bây giờ theo anh nghĩ là ai cũng là người dòng Việt, dòng máu da vàng hết, dù hải ngoại hay là trong nước hay là ngoài nước, ai cũng là người Việt Nam hết. Thì còn cái tụi mà tham nhũng á, là nó làm cho đất nước kiệt quệ, đất nước Việt Nam kiệt quệ, cho nên là hãy quay về con đường đó. Anh chỉ mong là tụi em quay về con đường đó, chống tham nhũng hay hơn là chống những người yêu nước. Đó. Yêu nước nào thế nào với nước lại khò nhau, yêu gọi nhau xuống đường thư lung bắt gì bắt gì lên phải. Người ta ai cũng họ muốn cho đất nước phát triển thôi, ai cũng là em không hiểu ra rộng ra đâu. Em hiểu, nếu mà em hiểu rộng ra thì em mới biết được người hải ngoại họ thương đất nước Việt Nam như thế nào. Bởi vì em nghĩ là biểu tình là phản động, nhưng mà anh không cho là phản động, anh cho là yêu nước. Tại sao? Lý do nào mà anh cho là yêu nước? Là cái lý do là người ta muốn một đất nước phát triển như những nước tư bản như Nhật. Tất cả biểu tình mình đâu có súng đạn, mình biểu tình mình nói lên cho bác Nguyễn Phú Trọng nghe, ok, là đất nước mình cần như vậy. Nhưng mà anh thấy cái bác Nguyễn Phú Trọng rất là nghe những người hải ngoại mà, chứ đâu có phải là không nghe đâu. Em công nhận điều anh nói không? Nghe cái gì những cái như thế này anh thấy làm gì em chấp nhận được. Không, lật đổ thì anh cũng không đồng ý. Anh cũng không đồng ý là lật đổ xây dựng đất nước thì anh đồng ý. Cái quan điểm mấy người đó là nói chung là họ có một cái gì đó họ 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 hận thù hay là họ cực đoan quá, anh cũng không có thích. Nhưng mà thật sự là theo anh suy nghĩ là mình phải chống tham nhũng là cái trên hết. Nếu mà tham nhũng Việt Nam á, rất là quan trọng cho đất nước Việt Nam, từ trên xuống dưới anh thấy đều là đất nước nó giáo dục, nền giáo dục, nền văn hóa giáo dục anh thấy rất là tệ, cái xã hội Việt Nam rất là tệ. Cho nên là anh lên đây anh kêu gọi anh em chống hay bất kỳ không chiến tranh, chiến tranh tranh đi tranh đi trong các thế giới, cái giáo dục nó bằng biểu tình coi chính coi phải biết phải có cái phải có cái xã hội. Cái ông này cứ tưởng là ấy, hóa ra cũng thuộc cái xuyên tạc như đám A Quy với Hùng Lân đó. Đấy. Tư bản có giàu không? Đấy, lấp ló làm gì? Tư bản ấy, không phải nước nào cũng giàu có.
đầy nước còn nghèo khó hơn Việt Nam, ngay các nước sát sườn ở cạnh Việt Nam thôi. À, mà Việt Nam ấy là một nước xã hội chủ nghĩa mới phát triển được 30 năm nay thôi, thực tế có khoảng 25 năm mà đòi Việt Nam bằng các nước tư bản. Bây giờ ấy, chưa bằng nhưng mà trước sau thì cũng bằng và còn vượt xa những cái nước tư bản cơ. À, đến nói cả nước Triều Tiên, ông Donald Trump còn muốn Triều Tiên sang học tập, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam để cho Triều Tiên phát triển, đồng thời giải trừ vũ khí hạt nhân. Đấy. Mà ông Kim Jong Un ấy cũng cho cái ban lãnh đạo cao cấp của Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên sang Việt Nam để đi học tập, như vậy đã khẳng định rằng Việt Nam là một nước có đầy đủ tiềm lực về phát triển kinh tế, xã hội, cả chính trị, ngoại giao. Đấy. Giáo dục thì có một số vấn đề nó chưa được trong sạch lắm, nhưng tôi tin rằng từ năm 2019 trở về sau, riêng cái vấn đề giáo dục nó sẽ được nâng cao và xứng tầm với khu vực và quốc tế. Chào Thanh Đăng. Có ai lên không ạ? Ai lên ok Dương Vy mời lên. Ôi cái đám đó ấy, lúc chiến tranh năm 79, 76, 79 hồi đánh Pol Pot, Sê Liang Ly, bọn chúng bỏ chạy, vượt trại cải tạo, trại cải tạo, chạy trốn khỏi trại cải tạo, vượt biên. Là thứ nhất, đến năm 79 lúc chiến tranh biên giới xảy ra thì bọn chúng tiếp tục bỏ chạy, đến năm 1985 bọn chúng mới thôi. Đấy, cái đám ba que ba sọc kia thì là bọn chúng làm gì có tổ quốc. Như Duy Nguyên nói ấy, mỹ màu ba que này này, Dương Vy thêm một câu nữa là công dân hạng tư, mỹ màu ba que công dân hạng tư của thế giới ấy, bọn chúng không biết sỉ liêm sỉ là gì, không biết nhục nhã ra làm sao. Bọn chúng chỉ tuyên truyền xuyên tạc, mục đích phá hoại cái hình ảnh con người đất nước Việt Nam thông qua cái hội nghị thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Mỹ tại Hà Nội. Chào Lan Huyền, Lan Huyền. Nhưng Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các cơ quan chức năng, công an, quân đội, người ta không cho phép cái đám ba sọc, ba que với cái đám dân chủ cuội Việt Tân đang núp bóng ở trên đất nước Việt Nam làm cái điều đó. Riêng tối hôm qua có cái mụ Kim Chi ở cùng hội đoàn với Dũng Cô Va cầm đầu một nhóm dân chủ cuội ra đứng tại cửa khách sạn đợi Donald Trump đến, và khi Donald Trump đến cái cổng khách sạn đó thì bọn chúng định ùa ra, nhưng mà an ninh người ta đã biết trước điều đó nên đã không qua đường đó, người ta đã qua đường khác để vào khách sạn. Đấy là cái thất bại của bọn chúng đó. Chào nhẹm 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 nhẹm. Đây là một cái hội nghị thượng đỉnh mang tầm cỡ quốc tế mà gọi là kia giữ cái nền hòa bình ổn định cho khu vực và thế giới. Như vậy thì bọn chúng tuyên truyền xuyên tạc để gây rối như vậy, nó cũng làm cho cái việc mà chính phủ Việt Nam và chính phủ những cái bên liên quan ấy, thậm chí các nước khác trên thế giới, người ta cũng cảm thấy bực mình. Bởi vì sao? Bởi vì cái này
nó liên quan đến sinh mạng của hàng triệu triệu con người cơ, mà phá vỡ cái hình ảnh quê hương đất nước mà con người của Việt Nam như vậy, cái điều đó đặc biệt là không nên. Như Tân Thái Benny Trương live stream với cái đám Trúc Hoàng Lê này, con Mumisa cứ kêu gọi xuống đường biểu tình đi, xong cái đám ở trong nước lên các diễn đàn của bọn chúng không dám thò mặt ra, mà cơ hội cuối cùng, cơ hội đã đến rồi, các bạn hãy xuống đường đi, các bạn hãy xuống đường đi. Đấy, con mụ gì nhỉ, tối hôm qua thì Ruby lật lại số đó, nói chung là cầm đầu ra đấy, có dám xuống đường biểu tình không? Hôm nay là đòi ra đường biểu tình, nhưng mà có dám không? Kim Chi và Eva này. Đấy, thêm cái đám lâu la dâu ria của ông Dũng Cô Va nữa. Nói chung á, bọn chúng cùng đường rồi, lừa đảo người dân ở trong nước cũng như quốc tế, hải ngoại, kiều bào hải ngoại. Lừa đảo thì lừa đảo về, không lừa đảo được nữa rồi, bây giờ tối nay không thấy lên diễn đàn rồi. Đấy, Dương Vi mời tên Hùng Lân mà chưa thấy nhảy vào đây. Còn đám A Quy, A Kiếc các thứ nữa, bọn chúng nhục quá rồi. Còn đối với như Thanh Huỳnh nói, cái việc mà Việt Nam ấy chưa giàu bằng các nước tư bản, thì các nước tư bản hỏi xem có những cái nước tư bản nào hơn 200 quốc gia, thì có trừ mấy cái nước xã hội chủ nghĩa ra, 4-5 nước xã hội chủ nghĩa ra, thì còn hơn 200 nước, có nước nào không nghèo hơn Việt Nam không, các nước tư bản? Thậm chí như Hy Lạp có bằng được Việt Nam không? Đấy, kinh tế chính trị Việt Nam giữ vững ổn định, an ninh quốc phòng được đảm bảo, như vậy còn đòi hỏi gì nữa? Người dân như chúng tôi á, được sống trong cái môi trường hòa bình, ổn định, hạnh phúc như vậy thì còn gì bằng. Mà du khách thập phương, đặc biệt là các phóng viên báo đài trên thế giới, người ta đến đây chứng kiến sự thay đổi, thay ra đổi thịt, phát triển của Việt Nam, mà đứng trên các nhà tòa nhà cao ốc nhìn xuống cái bờ hồ Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm, một khung cảnh nó tuyệt vời, tuyệt đẹp và bình yên như vậy. Người ta muốn đến Việt Nam, mà sau cái đợt này sẽ rất rất nhiều người, người ta sẽ đến Việt Nam, thậm chí đầu tư vào Việt Nam để phát triển, thậm chí định cư luôn tại Việt Nam. Đấy, lấy vợ lấy chồng ở lại Việt Nam, mua nhà chung cư ở tại Việt Nam. Còn cái việc bán đất cho người nước ngoài chưa có, nhờ bán nhà chung cư là có, thì người ta sẽ về Việt Nam đầu tư, lấy vợ sinh con, thậm chí đưa cả vợ con sang Việt Nam để sinh sống phát triển. Cái bọn ba que, cái đám bọn dân chủ cuội, ba sọc ghen ăn tức ở, bọn chúng không làm được gì ấy, muốn không ăn được thì đạp đổ phá hoại ấy. Nhưng mà ngược lại, bọn chúng càng làm như vậy thì đất nước Việt Nam càng phát triển, mà người dân như chúng tôi ấy, càng ngày càng căm ghét bọn chúng hơn. Bọn chúng muốn, chúng tôi muốn bắt tay để hòa bình, hòa giải, đặc biệt là với những người từng là cựu thù, đối đầu với chúng tôi liên tục. Nhưng mà bọn chúng đâu có biết rằng bọn chúng tôi có thành ý như vậy đâu.
mà ngược lại bọn chúng làm càng quá quắt. Đấy, như Ngô Kỳ ấy, có giỏi thì cầm cờ cầm quạt ba que sang Việt Nam mà biểu tình ấy, ở bên Bôn Sa ở đó biểu tình biểu tọt sáng nay thế. Ui giời, nào là cờ ba que, cờ Mỹ dập trời, hay là nói Việt Nam như thế này thế kia, ông Donald Trump không nên đến Việt Nam và hợp tác với Việt Nam. Nhưng mà thực tế ông Donald Trump với Tổng Bí thư Chủ tịch nước chứng kiến việc mà các nhà đầu tư ở Việt Nam ký đến lên đến 21 tỷ đô la. À, cái đó là cái bước thành công đầu tiên mà hội nghị thượng đỉnh đem lại cho Việt Nam. Còn về cái khách du lịch sau này mới tính được, kết thúc năm 2019 sẽ tính được là số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là bao nhiêu và người ta tiếp tục đầu tư vào Việt Nam là bao nhiêu. Xin lỗi Thanh Huỳnh đi nhá, Campuchia trước đây á nghèo, bây giờ cũng nghèo. Biết nước nào đầu tư lớn nhất vào Campuchia không? Trung Quốc đứng số 1, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 đầu tư vào Campuchia. Campuchia giàu hơn Việt Nam ngáo vừa vừa thôi. Ngay cả Lào, Campuchia. Đấy, có đợt Việt Nam còn phải viện trợ cả gạo, cả tiền cho Campuchia. Việt đòi Campuchia giàu hơn Việt Nam. Quan điểm của chúng tôi ấy, tham nhũng chúng tôi cũng chống, nhưng cái việc chúng tôi chống hàng đầu đây là chống những cái kẻ tuyên truyền xuyên tạc, vu khống, chống phá hoại đảng nhà nước, phá hoại chính quyền nhân dân là cái chống đầu tiên. Thứ hai là những kẻ tham ô tham nhũng, phá hoại kỷ cương kỷ luật của nhà nước, những kẻ đó cũng đồng phạm với cái đám ba que ba sọc phản động này. Đấy, đó là hai cái mà chúng tôi lúc nào cũng chống và cần chống. Thanh Huỳnh nhá, đấy, ngay cả ông sống trên đất nước Mỹ, các ông có chống được tham nhũng ở trên đất nước Mỹ không? Chống lại được cái hội đồng hương không? Chủ tịch cái chống lại được cái ông Đào Minh Quân không? Cái ông tổng thống tự xưng á. Chào Thùy Trang. Đến thời điểm này ấy, chính thức đặt dấu chấm hết cho cái lũ ba que, cái đám tuyên truyền xuyên tạc như Tân Thái ấy, Benny Trương, sau này là đám dân chủ cuội trong nước, là Tổng thống Donald Trump sẽ ủng hộ chúng ta vực lại cái nền chế độ Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam đó, khôi phục lại cái chế độ đó. Xin lỗi đi, đến thời điểm này là chấm hết và chấm hết, thể hiện qua cái bắt tay với Tổng Bí thư Chủ tịch nước cầm lá cờ cờ đỏ sao vàng Việt Nam phất lên phất xuống với đứng ở bên cạnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Như vậy thì còn gì để nói. Hôm nay các diễn đàn của cái đám xuyên tạc đồng loạt không lên like. Thế là Tân Thái, Benny Trương
kiếm được tiền, một mớ tiền trên YouTube. Vậy là hôm qua tính hôm nay ấy, như ở bên kia là hôm nay Tân Thái với Benny Trương đã đưa bồ của các ông ấy, đám mèo mả gà đồng, đám Mimosa Trúc Hoàng Lê là đi chơi đi du lịch rồi. Còn mấy cái mụ dân chủ cuội trong nước này đi săn đón ông Donald Trump. Tối hôm qua 10 giờ đêm rồi còn bảo là chưa được ăn tối, đứng đợi Tổng thống Donald Trump xuống sân bay và về khách sạn để gặp, đưa thỉnh nguyện thư và này nọ. Xin lỗi các bà các ông đi, các ông các bà ra chặn đầu xe phát loằng ngoằng súng bắn bom, thế là chết mất xác. Ngu, quá ngu. Hình như cái mệnh giá 100 đồng của Trung Quốc, một đồng của Trung Quốc là ăn 35.000, còn đô la 23.000 thì phải. Đấy, nó chênh lệch như thế. Mà cái đồng tiền Trung Quốc cũng được Ngân hàng Thế giới đem vào dự trữ. Trong đó có đồng bảng Anh này. Không phải, nhầm. Đồng USD, đồng Euro, nhân dân tệ, cả đồng bằng Anh nữa thì phải. Đấy, Dương Vi cũng không nhớ lắm. Nói chung là cứ có hai đồng tiền mệnh giá mạnh như nhân dân tệ, USD cũng xài được rồi. Thêm đồng Euro đó, nếu mà có thêm đồng bằng Anh nữa cũng được. Chào Phượng Hồng. Phượng Hồng này nhìn giống chị Ngọc Hiếu quá. Mà lâu lắm không thấy chị Ngọc Hiếu. Nguyễn Ngọc Lan ơi, em vô gọi đám Hùng Lân qua nhà cho anh ấy, để anh hôm nay dạy bảo bọn nó tí. Việt Nam bây giờ chỉ có tiến lên và vững chắc, và vững chắc hơn. Đúng như ngày xưa Bác Hồ có câu nói, mong muốn sau này á, đất nước Việt Nam chúng ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Đấy, bây giờ đang thực hiện hóa lời nói của Bác. Thể hiện qua cái việc Việt Nam là nước được nước Mỹ và Triều Tiên chọn nơi gặp gỡ thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội, mà Hà Nội trước đó đã là mệnh danh thủ đô hòa bình của thế giới. Đấy, bây giờ những công dân, những người dân nào ở trên khắp thế giới, nếu mà được xem tivi, lướt điện thoại, đọc báo đều biết đến Việt Nam.
cái đó là cái Dương Vi khẳng định luôn như thế. Riêng cái hôm qua và hôm nay ấy, lượng người xem trên truyền hình nó rơi vào khoảng 10 triệu người ở trên khắp thế giới. Người ta đều biết đến Việt Nam bởi vì cái hội nghị thượng đỉnh lần hai này rất là quan trọng, nó góp phần vào hòa bình ổn định ở khu vực và thế giới. Đấy. Toàn vũ khí hạt nhân nó bom trong cái là cả khu vực, như nửa nước Mỹ cũng phải ra đi, hoặc là Mỹ đánh sang Triều Tiên thì cả khu vực Đông Á cũng bị ảnh hưởng rất nặng. Chào mọi người comment đi. Xin lỗi thì nhân dân hải ngoại á, thì những người dân chân chính làm ăn chất phát thì cái đó Dương Vi thừa nhận. Nhưng cái đám Mỹ Màu, cái đám Ba Sọc, Dân Chủ Cuội, Chí Phèo F2, gọi là công dân hạng tư thế giới, không đóng góp được cái gì cho Việt Nam cả. Nó chỉ phá hoại, thể hiện qua cái việc kêu gọi tổng biểu tình vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 đã đập phá bao nhiêu khu vực ở khu vực Bình Thuận nhá, trong các tỉnh khác, ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, làm cho cái việc mà xuất khẩu nông thủy hải sản sang Trung Quốc không được, khách du lịch gián đoạn một thời gian. Cái đó là cái phá hoại, đóng góp cái gì? Toàn xui những người kém hiểu biết đi ăn cứt gà sáp. Sao các ông không giỏi sang mà xui tôi này này? Đấy, hay xui Nguyễn Ngọc Lan chẳng hạn. Đi xui toàn những người, người ta ít tiếp cận với công nghệ thông tin, cái trình độ hiểu biết. Người ta chưa vậy biết đến cái đám Ba Sọc này nên là bị người ta lừa. Có một số người vì hám vài đồng bạc bán cái linh hồn cho quỷ dữ. Riêng trước đó, mấy đợt biểu tình trước đó, Dương Vi khuyên mọi người là không nên ra đường biểu tình. Nhưng mà đợt này ấy, Dương Vi thách cái đám Dân Chủ Cuội xuống đường biểu tình, thách ấy, thách làm loạn ở khu vực Hà Nội, đặc biệt là những đường mà hôm nay TV đã thông báo cấm mà các vị đã chạy ô tô xe máy vào đó. Luật là luật, các vị cứ chống đối. Đấy, ngay cả Thanh Huỳnh bây giờ thừa nhận đất nước Việt Nam phát triển, nhưng mà cái nhờ đóng góp của kiều bào hải ngoại nó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi. Chưa hẳn là hoàn toàn, nhưng ngược lại cái đám Ba Que chưa đóng góp được cái gì mà nó phá là có rồi, tính là thiệt hại tiền triệu USD là có. Hùng Phạm, bố Hùng Phạm, bố lên nói chuyện đi đi. Hộ con.
kéo bill ấy. Lát nữa chú Bằng Nguyễn lại like. Mà mọi người không comment, Dương Vi cũng không biết nói gì. Nói về đám ba sọc nhiều quá, buồn, đọc báo nhiều thì cũng đau mồm á. Có bài viết hay hay Vi đọc chia sẻ thôi. Đọc nhiều cũng lười. Ôi rồi chắc chắn là có rồi. Những cái đó là chắc chắn có nha Thanh Huỳnh nhá. Resort gì siết cũng có rồi nhá. Quảng Ninh lên đặc khu này, Bình nói chung là ba cái đặc khu đó Việt Nam làm thì sẽ thúc đẩy cái kinh tế vùng miền Bắc Trung Nam phát triển mạnh mẽ. Thị Tuyết Nhung Phan, mạng của em kém hay mạng của chị kém ạ? Chào Võ Bích Ngọc, chào Ngọc Mai. Các nước khác ở trên thế giới người ta có đặc khu rất lâu rồi nhưng mà Việt Nam mới bắt đầu thôi. Bắt đầu từ năm 2019 này để tiếp tục xây dựng các đặc khu, ba cái đặc khu kinh tế ở ba miền Bắc Trung Nam này, nó thúc đẩy cái nền kinh tế của các địa phương phát triển cách mạnh mẽ hơn. Cái đấy gọi là bước đẩy để cho các tỉnh khác ở lân cận nó có sự phát triển theo, ăn theo. Như ở Phú Quốc cũng trở thành một đặc khu. À, con Cát Linh tối hôm qua nó không ra đường nhưng mà chắc hôm nay nó ra đường tác quái thì chắc bị tóm thật, bởi vì Cát Linh nằm trong cái danh sách theo dõi đặc biệt với Dũng Vô Va. Còn thêm cái Kim Chi Eva tối hôm qua cầm một nhóm người, cầm đầu một nhóm người ra trước cái cổng khách sạn ông nơi ông Donald Trump lưu trú ở đó. Đúng rồi, mạng trong nước thời điểm này là quá tải, bởi vì đài truyền hình các nước người ta phát cái tín hiệu và truyền hình trực tiếp liên tục đều dùng cái mạng Viettel là chính. Viettel nó tài trợ cái vụ này nữa mà. Khổ nhất là các phóng viên đài, báo đài trong nước và quốc tế thức trực thay ca nhau trực 24/24, có nghĩa là ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày để săn tin theo cái bước chân của Tổng thống với bên lề cái sự kiện Tổng thống Donald Trump cùng với Chủ tịch Kim Jong Un đó. Và phóng viên người ta không ngại ngần gì ghi lại những khoảng cách hoặc là chia sẻ lên những trang cá nhân của mình những cái bài viết, những cái gì hay, những cái đẹp ở Việt Nam.
Rồi, thế là tốt rồi. Mời tất cái đám dân chủ cuội, mời tất lên là tốt rồi. Đấy, cái đám đó nó một số bị lợi dụng nhưng một số vì tiền thì nó cố tình làm, còn một số bị lợi dụng cứ đi theo là dính vào đó. Do ai xui? Do đám con rô sơ đào ấy, con thằng Hạnh Đào chồng con rô sơ đào, đám Tân Thái, Benny Trương, Linh, Ánh Chi, Thùy Dương, Trúc Hoàng Lê với tên mấy tên còn ở Pháp nữa, bọn Trương Quốc Huy, Đoàn Huy Chương đấy, nhiều lắm. Nói chung là bị cái bọn đấy nó xúi giục, xúi bẩy toàn cho những người dân ở trong nước đi vào tù và tội, rơi vào cái vòng lao lý, làm ăn lương thiện không chịu. Người ta nói rồi, nghèo thì cho rạch, sạch, rách thì cho thơm. Nguyễn Duy Tân bị mời là đúng rồi. Đấy, còn ông Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Chu Hiếc nữa, trước sau thì cũng phải mời. Cái đội đấy là liệt vào trong cái danh sách đặc biệt. Nó đám ba que ba sọc nó không vào. Anh cũng xin kết thúc cái live ở đây, Nguyễn Ngọc Lan ạ. Chào mọi người nhé, chào Hà Lê nhé.